Peggy 12. Tháng 7 năm nay có thể coi là giai đoạn bước ngoặt giữa mùa hè, khi mà những tựa game hấp dẫn liên tục ém hàng trước đó sẽ lần lượt ra mắt đáp ứng nhu cầu giải trí của game thủ Việt Nam chúng ta. Có thể thấy mà bằng chung những tựa game trên nền tảng di động thời gian gần đây luôn được đầu tư chăm chút một cách vô cùng kỹ lưỡng từ nhà làm game. Và không chỉ đơn thuần là những tựa game nhập vai thẻ bài hay là game cây kéo phổ biến như trước, mà những tựa game di động mới hiện nay chạy dài với nhiều thể loại, từ game sinh tồn mô phỏng bắn súng hay là đấu trường sinh tử Battle Royale. Và chắc chắn sẽ có những cái tên vô cùng hấp dẫn được game thủ chú ý bàn luận xôn xao, ví dụ như việc khi nào thì Fortnite Mobile mới chịu cập bến nền tảng Android chẳng hạn. Và cũng có những tựa game chẳng được mấy ai chú ý bởi các trang tin tức vốn đã quá bận rộn với những cái tên đầu bảng 3 được mọi người săn đón. Và chính lý do đó, trong video này mình sẽ mang đến cho các bạn game thủ những cái tên game mobile nổi tiếng và cả không mấy tiếng tăm thời gian gần đây, và biết đâu bạn sẽ tìm được cho mình một tựa game phù hợp thì sao. Dawn of Zombie Survival. Áp dụng chủ đề sinh tồn sau khi lò hạt nhân phát nổ, thì những người còn sống bất ngờ đột biến thành những xác chết biết đi. Trong vai người sống sót còn lại không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, bạn phải mạo hiểm đi vào những khu vực chết chóc tìm nhu phẩm cần thiết. Tất nhiên không chỉ có lũ zombie đe dọa mà bạn còn phải tương tác với người còn sống, là những kẻ sắp chết giống bạn đang muốn làm đồng minh hay là tiêu diệt bạn để cướp đồ. Và chính những yếu tố đạo đức này sẽ tạo nên sự thú vị cho game. Bên cạnh việc tìm kiếm tài nguyên thì bạn còn phải học cách chế đồ, với một loạt sự lựa chọn hết sức đa dạng từ nhà cửa xe cộ vũ khí cho bạn khám phá. Có lẽ sẽ làm game thủ mất rất nhiều thời gian học hỏi để có thể chế tạo ra chúng. Và từ một nơi trú ẩn nhỏ bé ban đầu, game thủ sẽ mở rộng và tạo dựng một khu trại an toàn để cùng bạn bè hoặc người chơi khác cùng nhau sinh tồn. Last Soul. Đây là một sản phẩm hành động nhập vai mới toanh đến nhà làm game Hàn Quốc, với việc xây dựng dựa trên nền tảng đồ họa Unreal Engine 4, khiến cho tựa game này sở hữu những khung hình và hiệu ứng vô cùng ấn tượng. Về lối chơi, game được xây dựng theo một hình mẫu những sản phẩm nhập vai cùng thể loại. Game thủ sẽ hóa thân vào một trong số class nhân vật có sẵn và trang bị cho mình những loại vũ khí để tham gia cuộc chiến khốc liệt với những giống loài quái vật khổng lồ trong một thế mở rộng lớn. Bên cạnh phần chơi truyền thống, game còn mang tới rất nhiều nội dung mới hấp dẫn, cho phép bạn cùng nhau săn boss hay là chiến đấu với những game thủ khác nhằm tìm kiếm những trang bị quý hiếm nhất nhì trong game. Cuối cùng, với việc sở hữu nhiều chế độ chơi thú vị, game thủ sẽ tận hưởng một siêu phẩm nhập vai Hàn Quốc mà không lo bị nhàm chán. Creative Destruction. Theo đó, đây là một tựa game mobile sinh tồn kết hợp yếu tố sandbox được phát triển bởi Zoom Master, là một tựa game sống còn như bao cái tên khác. Game thủ sẽ bắt đầu hành trình mang tên kẻ ám sát cuối cùng bằng cách trang bị cho mình nhiều loại vũ khí cần thiết để chiến đấu với game thủ khác. Yếu tố xây dựng và phá hủy công trình trong game sẽ làm bạn liên tưởng ngay đến Fortnite. Và chính xác là tựa game này khá tương đồng với siêu phẩm của Epic Games, tuy rằng nó không đa dạng và đẹp mắt như là Fortnite Mobile. Đồ họa của game được tạo dựng theo cách dễ thương và đẹp mắt, hiệu ứng khi chiến đấu cũng tạo ra tương đối ổn với người chơi. Đặc biệt cảnh tượng khi bạn hạ gục cũng khá ấn tượng. Hồn của người chơi sẽ buộc vào hai quả bóng bay, và trước khi bay lên bầu trời bạn sẽ vẫy tay chào mọi người. Blood Academy. Đây là một tựa game hành động nhập vai anime mới toanh đến nhà phát hành Kimi. Chính vì vậy mà tạo hình nhân vật trong game có thiết kế theo hướng chibi bị ngộ nghĩnh. Mỗi nhân vật trong game được sở hữu những kỹ năng đặc biệt khác nhau, với những hiệu ứng khi chiến đấu vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Và trên hết là thể hiện được khả năng đặc biệt của từng nhân vật trong nguyên tác. Bước vào cuộc chiến, nhân vật của bạn sẽ tự do di chuyển không giới hạn,
và người chơi cần phải tự mình kích hoạt kỹ năng đặc biệt mỗi khi thanh nổ khí đầy. Bên cạnh đó, game thủ cũng có thể tương tác với người chơi khác một cách tự do thoải mái. Ngoài ra, game còn được xây dựng với khá nhiều tính năng cùng chơi thú vị và những trận chiến máu lửa cho bạn tranh tài cao thấp với game thủ khác. Bullet Train Sniper Battleground được mệnh danh là Bubsy của người Việt và tạo nên một cơn sóng gió trong đồng game thủ di động một thời gian dài. Tuy vậy, sau đoạn thử nghiệm thì tựa game này bất ngờ mất tích, thậm chí là biến mất khỏi store khiến nhiều game thủ không khỏi bất ngờ. Tuy vậy, mới đây cái tên này đã quay trở lại một tựa game hoàn toàn mới, sẽ đưa người chơi hóa thân một sở thủ bắn tỉa trên tay với nhau kiểu bản xếp hạng. Bên cạnh trang bị quen thuộc là khẩu súng ngắm, thì game thủ còn được trang bị rất nhiều kỹ năng đặc biệt, như là dịch chuyển tức thời, hồi máu, scope tầm nhiệt để phát hiện đối thủ đơn giản hơn. Có lẽ nhiều fan trung thành trước đây sẽ cảm thấy thất vọng khi mọi thứ thay đổi. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường Battle Royale với những cái tên sừng sỏ, thì việc chuyển hướng của nhà phát triển là điều chúng ta nên thông cảm. Zambiro. Đây là một tựa game đề tài zombie kết hợp sinh tồn vô cùng gay cấn trên di động. Được biết, game mang cho mình lối chơi sinh tồn bắn súng khá quen thuộc, nhưng vẫn lôi cuốn người chơi vì sự đơn giản và chiếm ít thời gian trải nghiệm của nó. Lối chơi trong game có nhiều nét tương đồng với những cái tên đình đám cùng thể loại như PUBG Mobile, sẽ đưa game thủ vào chiến PvP cùng với những người chơi khác trong một bản đồ. Cái tên này sở hữu 4 trò chơi hấp dẫn bao gồm chiến đấu tự do, chơi team để chiến đấu, hay cũng có thể chiến đấu với những thay ma và cuối cùng là chơi Battle Royale. Về đồ họa, game chỉ dừng ở mức có thể chấp nhận được, nhưng bù lại sẽ vô cùng lý tưởng với những thiết bị di động có hình thấp hay là tầm trung, vẫn có thể trải nghiệm tựa game này một cách mượt mà. Và hơn hết, tựa game này cũng sẽ hoàn toàn miễn phí cho bạn trải nghiệm. Manor Vampire. Đây là một tựa game SRPG hoàn toàn mới đi kèm những tố ma mị. Tại đây, bạn sẽ bắt đầu công việc sừng đội hình để tham gia phiêu lưu và khám phá hầm ngục tối tăm. Và trong chính hoàn trình này, game thủ sẽ dần phát triển dạng vật của mình đi hay một tựa game nhập vai. Những lúc không chiến đấu, tổ đội của bạn sẽ chia nhau thám hiểm xung quanh và di chuyển bình thường. Nhưng một khi đối diện với kẻ thù, lối chơi của game sẽ nhanh chóng chuyển sang gameplay đánh theo lượt. Và mỗi lượt bạn chỉ có thể lựa chọn tấn công bằng vũ khí hay là phép thuật, hoặc đơn giản chỉ là hồi máu trong vật của mình mà thôi. Tất nhiên, khi vượt qua phụ bản, game thủ sẽ nhận về nhiều trang bị bổ trợ. Tuy vậy, sự tự do của game thể hiện ở chỗ bạn có thể trang bị bất cứ thứ gì cho vật của mình, nhằm đảm bảo chiến thuật mà bạn đưa ra thành công. War Demon là một tựa game vô cùng độc đáo đến từ cha đẻ của Bayonetta và Nier Automata. Game lấy bối cảnh Nhật Bản với lối chơi nhập vai kết hợp thẻ bài. Bước chân vào game, bạn sẽ lựa chọn một trong ba nhân vật chính và phải chiến đấu với hơn 80 loại quái vật có thể chiêu mộ thành lập đội riêng cho mình. Tuy nhiên, điểm ấn tượng nhất ở tựa game này chính là phong cách chơi game chặt chém đả tay và bạn có thể tự do điều khiển nhân vật làm game hấp dẫn hơn nhiều. Ngoài ra, dựa những động tác phức chạm chịu hình cảm ứng mà nhân vật có thể tạo nên những pha combo điên loạn để hấp dẫn. Ngoài ra, đồ họa của nó cũng thuộc hàng độc và lạ trên nền tảng di động, dựa theo những bức tranh cổ của Nhật Bản khiến cho game độc đáo với người chơi. Hiện tại game đã phát hành miễn phí trên hệ điều hành iOS, tuy nhiên mới chỉ xuất hiện tại App Store Philippines mà thôi. PUBG Mobile Sandhot. Trong khi phiên bản tiếng Anh của PUBG Mobile vẫn còn ở 0.6.0,
thì bản gốc tiếng Trung đã bất ngờ cho thử nghiệm phiên bản 0.8.1. Tuy nhiên, những thử nghiệm mới này chỉ mới cập nhật trong bản Trung Quốc. Còn phiên bản quốc tế có lẽ chúng ta cần chờ đợi thêm một thời gian nữa. Phiên bản này Tencent đã thêm vào bản đồ Sandhot vô cùng nóng bỏng, lấy cảm hứng từ những hòn đảo lớn tại Đông Nam Á, đặc biệt là khu vực Thái Lan và Philippines, với diện tích 4x4 nhỏ và gọn hơn hai bản đồ trước, hứa hẹn đưa game thủ vào những pha đọ súng cực kỳ căng thẳng và gay cấn. Chưa hết, phiên bản này còn bổ sung khẩu súng trường BQZ với uy lực mạnh mẽ, hứa hẹn xoắn ngôi 14A1 thời gian tới đây. Ngoài ra, phiên bản này còn cho phép người chơi tự do thay đổi kiểu dáng tâm ngắm trên Red Dot và màu sắc của tâm ngắm tạo giác thoải mái nhất khi chiến đấu. Hiện tại, PUBG Mobile 0.8.1 đang được thử nghiệm giới hạn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa ấn định thời điểm ra mắt chính thức là bao giờ. Ngoài ra, đừng link tải game và những thông tin liên quan mình đã ghim sẵn ở phần bình luận. Và nếu có ý kiến hoặc đánh giá nào thì bạn đừng quên để lại comment cho mình biết. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu và những vấn đề liên quan cho mình tại fanpage. Nhớ like, share và đăng ký nếu bạn thấy nội dung của mình phù hợp với bạn. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các game thủ trong những video lần sau.